Em gửi thông tin mặt bằng thôn Bình Long, xã Lương Điền, thị trấn Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Mặt bằng nằm tại trục đường chính quốc lộ 38, tuyến đường di chuyển từ quốc lộ 5 đến xã Lương Điền, đến thị trấn Cẩm Giàng và đến tỉnh Bắc Ninh. Mặt bằng nằm đúng vị trí quy hoạch HDG.2022.136. Bán kính xung quanh mặt bằng trong phạm vi 300m có khoảng trên 600 hộ dân. Luồng người di chuyển qua lại mặt bằng dao động từ tầm 35 đến 40 người trên một phút. Xung quanh mặt bằng thì có rất là nhiều các cái đơn vị kinh doanh có thương hiệu, ví dụ như F88, Thế Giới Sữa, Media Mart, Điện Máy Xanh, có 02 siêu thị lớn là siêu thị Mạnh Phát và siêu thị Apomart. Mặt bằng nằm ở gần khu công nghiệp Lương Điền Visit, nhận diện tốt. Hiện trạng mặt bằng thì đã có tường bao xung quanh lợp tôn mới, lát lèn nhưng thiếu 70 mét kinh doanh, có 01 cửa cuốn. Vinmark cộng bổ sung các hạng mục trong suất đầu tư, bổ sung thêm nhà vệ sinh và gia cố an ninh.